top 5 nhà hàng có cái view biển xịn sò Vũng Tàu, lại còn có đủ loại hải sản tươi ngon. Ai chưa biết thì nhớ xem hết clip nha. Đầu tiên là phải kể đến nhà hàng La Sirena. Đây là một nhà hàng nằm ngay khu vực bãi sau. Khi đến đây ăn, bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ biển bãi sau luôn nha. Đặc biệt không gian ở đây cực kỳ sang trọng. Các món ăn ở đây được chế biến khá là đa dạng, món ngon, giá cả cũng khá là hợp lý nha. Thứ hai đó là nhà hàng hải sản Ocean Bay. Nhà hàng này thì nằm ngay cạnh resort Marina Bay ngay khu vực bãi dâu. Với cái view ở đây, mọi người có thể tha hồ mà ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều. Mọi người có thể qua cái khu vực hồ bơi vô cực để check in thoải mái. Ocean Bay có bể hải sản tươi sống khá là lớn. Buổi chiều tối đến đây vừa thưởng thức các món ăn ngon, vừa được ngắm hoàng hôn cực kỳ xịn luôn. Thứ ba đó là nhà hàng Cây Bàng. Đây là một nhà hàng khá là có tiếng ở Vũng Tàu. Nhà hàng này chuyên phục vụ các loại hải sản và các món ăn gia đình. Vì nằm ngay sát biển nên sở hữu view biển cực kỳ xịn. Tuy nhiên tôi thấy ở đây giá hơi cao, nhưng bù lại chất lượng món ăn khá là ngon nha. Thứ tư đó là nhà hàng hải sản Thành Phát. Đây là một nơi chuyên về các loại hải sản rất là nổi tiếng ở Vũng Tàu. Mọi người sẽ tự tay lựa những loại hải sản khi còn sống, rồi muốn chế biến món nào thì báo với nhà hàng. Sau đó có khu vực ngồi ăn để đợi món lên thôi. Ở đây tôi thấy chế biến khá là nhanh, hải sản tươi ngon. Đương nhiên ngồi đây cũng có thể nhìn ra biển Vũng Tàu rồi nha. Thứ năm đó là Santorini. Đây là một hình thức nhà hàng kết hợp với cà phê. Mọi người có thể đến dùng bữa hoặc là ngồi uống cà phê. Khi ăn ở đây mọi người có thể ngắm được biển ngay từ trên cao. Nếu bạn nào chưa biết Vũng Tàu thì đi ăn ở đâu thì có thể tham khảo clip này nhé.